Người ta nói rằng phụ nữ thành công theo đuổi hôn nhân là từ bỏ cuộc chơi. Chiếc nhẫn đính hôn là xiềng xích trói đam mê của người phụ nữ. Người phụ nữ thành công trong công việc liệu còn hạnh phúc khi bước vào cuộc sống hôn nhân? Phải chăng lựa chọn hôn nhân là lựa chọn sai lầm? Là chọn đánh đổi hy sinh để chu toàn tổ ấm? Chọn lùi về phía sau để lo cho chồng con? Bận rộn trăm bề vì trăm ngàn công việc không tên. Và cuốn theo vô vàn đòi hỏi của cuộc sống quanh mình. Với tôi, hạnh phúc thực sự là khi có người thấu hiểu và sẻ chia. Là khi tôi biết mình không một mình gánh vác. Và luôn có điểm tựa vững chắc phía sau. Và là khi tôi được toàn tâm toàn ý sống là chính mình với khí chất riêng. Được sống với công việc yêu thích là một đặc quyền. Nhưng chăm sóc gia đình cũng là một thiên chức mà tôi luôn tự hào. Đâu cần lựa chọn để hạnh phúc. Là phụ nữ khí chất, thành công trong sự nghiệp thì sao phải ngại chinh phục hôn nhân? Phụ nữ khí chất, mỗi bước đi đều thể hiện chất riêng của mình. Thank you.